Thưa quý vị, vào ngày thứ Năm 19 tháng 10 vừa qua, thì các thành phố của Mỹ đã sẵn sàng chi cho Amazon khoảng 7 tỷ đô la nhằm cạnh tranh để được đặt trụ sở chính thứ hai của công ty này tại thành phố của họ. Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đã đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào dự án và mong muốn sẽ có tới 50.000 việc làm mới được phát triển ở trung tâm thứ hai của Amazon. Theo một tin cập nhật từ văn phòng thống đốc, New Jersey đã đề xuất 7 tỷ đô la Mỹ nếu Amazon 2 nằm ở Newark, California, sẵn sàng cung cấp 300 triệu đô la Mỹ trong nhiều năm tới và các lợi ích khác cho Amazon. Trong khi hàng chục thành phố và tiểu bang của Mỹ đang bày tỏ sự quan tâm đến trung tâm thứ hai của Amazon, thì New York lại không đưa ra ưu đãi gì đặc biệt. Công ty nghiên cứu xếp hạng tín dụng Moody's đã xếp hạng Austin có nhiều khả năng giành chiến thắng dựa trên nguồn cung ứng lao động, chi phí kinh doanh và chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, Austin cũng là trụ sở của Whole Foods Market, doanh nghiệp gần đây mà Amazon đã mua lại. Amazon cho biết họ sẽ công bố quyết định cho trung tâm thứ hai của họ vào năm tới.